Chế độ ăn uống để sinh con trai. Mặc dù không quyết định hoàn toàn việc sinh con trai hay con gái, nhưng chế độ dinh dưỡng vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có ăn uống hợp lý thì hai vợ chồng mới có được thể trạng tốt nhất, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi cho tinh trùng mong muốn tìm được đến trứng nhanh hơn. Đồ ngọt. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn thêm đồ ngọt hàng ngày sẽ giúp làm gia tăng tỷ lệ thụ thai con trai thành công cho các cặp đôi. Chính vì thế, bạn nên lựa chọn một số món đồ ngọt mình yêu thích như sữa, chocolate, mứt, bánh ngọt để bổ sung vào thực đơn nhé. Trái cây. Trong các loại trái cây chứa hàm lượng vitamin cực cao, đặc biệt là những nhóm vitamin có lợi cho sự phát triển của tinh trùng y, thường xuyên ăn trái cây, đặc biệt là các loại quả ngọt như chuối, dưa hấu, sung sẽ giúp bạn sinh con trai dễ dàng hơn đấy. Chuối rất giàu kali, làm tăng khả năng phát triển của các tinh trùng y. Dưa hấu chứa hàm lượng cao chất xơ dan in, có tác dụng kích thích cơ thể sản xuất chất arginine C và giúp mạch máu giãn nở thuận lợi cho sự thụ thai. Sung có chứa nhiều vitamin E, kẽm, mangan. Những chất này làm gia tăng ham muốn tình dục, giúp thụ thai dễ dàng hơn. Phô mát. Phô mát là một chế phẩm từ sữa rất tốt cho sức khỏe. Nó còn kích thích cơ thể sản sinh endorphin, một loại hormone gây hưng phấn và tăng ham muốn tình dục. Nhờ đó mà giúp tỷ lệ thụ thai thành công của bạn cao hơn. Hải sản. Hải sản là một trong những thực phẩm tuyệt vời giúp bạn sinh con trai thành công. Trong hải sản rất giàu kẽm, natri và kali, những vi chất cực tốt cho sự phát triển của tinh trùng, nhất là tinh trùng y. Thế nên đừng bao giờ bỏ qua các loại hải sản, đặc biệt là hàu, tôm và cá nhé. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.